Xin chào thân ái quý thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Trót Có Đây. Rất vui khi bạn đến với series Monster Legend và xin chúc bạn có một ngày thật tốt lành. Xin thành cảm ơn. Ta sẽ thu hoạch vàng này các bạn. Ok, và dường như là chú voi của chúng ta đã sẵn sàng là lên 3 sao rồi đó các bạn. Cũng chính là nhân vật chính trong tiêu điểm video của ngày hôm nay sẽ là một anh chàng voi 3 sao cũng như là thuộc thế hệ mới. Mới các bạn. Có gọi là sử dụng óp lum tu nè. Ok, và như thế là chúng ta đã có voi 3 sao các bạn. Wow, ta chụp hình mà không có được. Rồi, vừa đầy cái kia luôn. Mình đợi chụp hình nha. Đó, ta chụp hình để chúng ta đăng thôi. Ok, và khi chúng ta lên được 3 sao, chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là SC Mega về tàu các bạn. Ta sẽ hút tất cả những cái đòn đánh từ nói chung là từ tay của chúng ta đó, là mình sẽ bị nhận ít 3 đam luôn các bạn. Nhưng bù lại thì mấy cái hiệu ứng thì ta chỉ nhận một mình thôi. Rồi ok, và như thế là viên ngọc thạch của chúng ta thì cũng như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ nâng lên nha các bạn. Đấy, mình sẽ nâng lên là 130 luôn. Đó, chúng ta đã được 130 rồi nè. Thì mình chỉ nâng lên tới đây thôi nha các bạn. Lượng máu chúng ta đã lên là 672 và tốc độ thì là 8k, sát thương thì 13k thôi. Còn mana chúng ta là 240 nha các bạn. Rồi, còn về skill thì mình đã đổi lại skill cuối là đánh lan, có hiệu ứng là cát lúng đó các bạn. Rồi, còn bên đây thì wow, một cái rơ, một cái khiên 30, một cái khiên 20. Thì thôi chúng ta nâng khiên lên 30 cho nó hợp đó các bạn. Rồi, ngại gì vết bẩn nào. Ok, 30 nha các bạn. Wow, không biết đâu mà chúng ta có nhiều cái đồ này thế này. Rồi, thôi kệ đi các bạn. Mình chắc là mới mở xong đó. Ok, chúng ta có hai cái khiên 30 và một viên ngọc này. Không biết là sao để nâng cái viên ngọc này lên nữa. Hình như là nâng lên theo sao đó các bạn. Hay thì chúng ta được 30% khiên là ok, ngon rồi. Đấy, ngọc thì là 2 ngọc 8, 1 ngọc 10 nha các bạn. Ngọc lai hết cả. Nói chung rất là trâu rồi đó. Và để xem đồ trâu tới đâu chúng ta phải test thử mới biết được. Đây chúng ta có một viên viên 7 nè. Đang cố gắng là nâng viên 7 này lên 8, 9 và 10 luôn. Wow, nhưng ta bị rớt xuống viên 6 rồi các bạn. Đấy, nói chung là có nhiều cái mà không được thuận lợi cho lắm. Rồi, mấy cái nhà này thì chúng ta nâng lên đâu. Rồi, mình nâng tiếp nè. Mình đang nâng cho những cái nhà này nha các bạn. Nhà này như là mình nâng hết rồi. Có mấy cái mới mình chưa nâng thôi. Đây, ba cái nè. Nâng lên luôn nha các bạn. Đấy, chúng ta có nhiều vàng, chúng ta cứ đầu tư đi. Rồi, vậy là xong rồi đó. Trái cây thì tạm thời mình vẫn chưa có, vậy là mình vẫn còn đủ nha, nên mình sẽ không cần sản xuất lấy vàng cho nhiều. Wow, đây chúng ta còn có một bé nấm rồi nè. Wow, 3 sao luôn, gọi là 3 lỗ run luôn các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ để cho video khác nha, video này chúng ta nói về là bé voi. Ok, vậy chúng ta xem thử là voi trâu đến đâu, voi lợi hại như thế nào. Ta sẽ vào đây nha. Đầu tiên thì mình sẽ thay thế thử là voi trong đội hình này nha. Và các bạn, chúng ta nên biết một điều là thực ra thì nếu chú voi mà chúng ta để trong đội hình này thì chú voi sẽ hút cả là 3 lần của 3 người, trong khi mà nếu chúng ta chỉ có trend 1 thì chúng ta chỉ hút 1 thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có trend này thì chúng ta hút cả 3 luôn nha. Mặc kệ là bên đây chúng ta có trend như thế nào đó. Mà thôi kệ, để mình xem voi có đủ sức trâu để mà gắn gượng để cho hai anh bạn của chúng ta có thể là counter mà bên kia để mà khiến cho đối phương bị wow, chúng ta bị choáng nè. Nhưng mà đồng thời thì bên mình là rất là trâu luôn. Đấy, chát bút lên liên tục, bên kia không kịp phản kháng các bạn. Trời, ta vẫn bị là đánh lan nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ có hướng giải quyết thế nào đây? Mình có thể là mình hồi phục cho voi. Mà mình sẽ chọn cách là hồi phục cho voi các bạn. Đấy, bên đây thì mình sẽ xóa nha, xóa hiệu ứng của bên đây nè. Đó, xóa hiệu ứng hết đi.
Wow, voi chúng ta là ta vẫn còn là bút máu nè, bút giáp nữa nè. Đấy, bên kia thì cực kỳ là cay khi mà bên chúng ta là bút liên tục các bạn. Và bên kia thì không có bị choáng rồi. Không bị choáng thì chắc mình sẽ dùng cái này. Wow, bên kia thì choáng voi các bạn. Voi ui, ung ti luôn. Rồi voi chúng ta bị mất đi giáp chống đỡ rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ cho thêm một đòn nữa. Rồi, một anh chàng đã đi rồi. Đây, ta sẽ phục sinh voi. Voi sau khi chúng ta phục sinh thì mình... Wow, đam cũng to các bạn. Đấy, đừng có đùa với voi. Rồi, ta sẽ hồi máu lên nè. Bên kia cũng hồi máu các bạn. Nhưng mà chúng ta đánh theo phần trăm máu để không sợ nha. Bên kia thì không có bị rút mấy cái hiệu ứng các bạn. Wow, phản hồi lên rất là nhiều luôn. Đấy, thì đó là giờ chú voi chúng ta vẫn có một cái đỡ đòn rất là tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta chơi tem một tâu với hai Dora thì chúng ta nên chọn là anh bạn nào chúng ta có một cái chain một tâu các bạn. Còn nếu mà đối với lại chúng ta có mega tâu chúng ta hút vào thì chúng ta sẽ bảo kê cho những ai mà những đồng minh chúng ta không có cái chain mà kháng đô kháng thanh lang đó các bạn. Thì đó là như vậy. Và thử thêm một chừng nữa nè. Rồi mình sẽ chuyển qua tem mới nha. Wow, bên kia thì cũng rất chi nổ đó. Đấy, đánh chúng ta thì phải rút máu thôi các bạn, vì đánh chúng ta không có mất nhiều máu đâu. Rồi xong chúng ta choáng các bạn. Ta bị thôi miên nè. Ta bị thôi miên chúng ta sẽ làm gì đây? Đấy, wow, mình đã tự hành xác mình các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ wow, thì cứu chú voi thôi. Chú voi rất là tội nghiệp các bạn. Rồi, phải cứu voi thì ta phải làm đánh bên kia trước. Rồi, sẽ trị thương cho voi nè. Đấy, như vậy thì vâng ta không bị dính cái hiệu ứng nữa. Và xong, bị xóa rồi. Vâng ta hồi mana lên nè. Bên kia nếu như là đánh tất cả mà lúc voi không có hút thì chỉ đánh được voi thôi. Ok, chúng ta mới là ra chiêu đó các bạn. Ta sẽ đánh thiên sứ bên kia trước. Rồi, bút giáp đây nè. Đấy, rõ màu là bên kia sẽ làm như vậy. Voi có đam rất là to đấy. Wow, rất là khó các bạn. Rồi, nhưng mình vẫn sẽ tấn công bên kia nha. Ôi, hay thế. Rồi, ui, chúng ta bị choáng váng rồi. Sẽ hút. Mình sẽ bút mega nha. Đây, mình sẽ chữa trị nè. Đấy, cho bên kia là tử đi các bạn. Ok, biết bên kia có hồi sinh nè. Cũng như không thôi các bạn. Ua, wow, không sinh nhi kìa. Thôi xong rồi, bên kia hồi sinh rồi. Bút lên nè. Hiện nay thì hồi sinh các bạn bên cạnh các bạn. Và chúng ta vẫn có này thì có làm gì được mình đâu. Đấy, đánh vào hụt nữa mà. Wow. Ok các bạn. Đấy, ta kết luận là voi rất là trâu nha. Nó là voi rank 3 nữa. Giờ thì mình sẽ chuyển sang tem khác nha. Voi thì chúng ta sẽ bảo vệ cho một ai đó mà có sát thương cao đi. Hồi đầu tiên ta cần kia thì hình như là đang tem thủ rồi. Đây, mình sẽ lấy một anh chàng đam cao là khi lửa nha. Mình sẽ đổi sang nè. Rồi thì mình sẽ lấy đây đi. Ok các bạn, thì mình sẽ đổi tem lại nè.
chúng ta sẽ có một đam cao là khi lửa và một cần chôn là light from. Ok, và trận đấu chúng ta bắt đầu nè. Wow, mới vô gặp bên kia cũng là thứ dữ các bạn. Rồi mình sẽ búp lượt cho khi lửa. Khi lửa chúng ta đứng trước nha. Rồi khi lửa chúng ta sẽ chơi chiêu fire đi. Nếu mà mình chơi một chiêu này thì có thể là sọt chết bên kia một người. Mà ok, nói chung là mình sẽ muốn thử xem voi có áp lực ở đâu nha. Xem kia có hạ sát được voi không. Wow, gọi là ba đòn đánh của ba người đó. Đấy các bạn, voi vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai luôn. Nhưng giờ chúng ta không có bút giáp lên được bởi vì bên kia có ăn mòn rồi. Chúng ta tấn công luôn. Wow, bên kia tấn công mà không xin nhê luôn. Đấy, voi chúng ta gọi là bị thương rất là nặng nha. Mình có thể là hóa nhỏ bên kia lại. Nhưng thôi mình sẽ để dành cho... Rồi mình sẽ dùng một chiêu này nè. Ok, mình sẽ để dành cho khi lửa. Đấy, voi chúng ta thì chỉ có gọi là đánh thì khó lắm. Chỉ có mà rút máu á, nhiều á, thì voi chúng ta gặp nguy hiểm các bạn. Rồi, mình sẽ thử lại nha. Rồi, ok, quay. Bên kia có voi luôn. Thì giờ mình test thử sát thương của khi lửa trước. Xem khi lửa mà được đánh cả ba người thì sát thương như thế nào. Mình sẽ chọn chiêu có sát thương cao nhất nha. Là chiêu này, 4% nè. Ui, wow. Voi gọi là đỡ đòn rất tốt các bạn. Voi nãy còn miếng máu, mà nãy vẫn còn sống răng răng. Ta sẽ làm mất cái lớp giáp của voi đi. Đấy, và khi lửa lần này thì xem voi có may mắn được như vậy hay không. Voi đã bị đốt rồi các bạn. Nếu như không dập lửa cho voi thì voi sẽ đi tông. Ok, kia đã đi tông rồi. Wow, bay mất đôi chiếc lào luôn các bạn. Đấy, thì đội hình là như vậy. Khi chúng ta có voi thì chúng ta sẽ được là chúng ta sẽ có thể là kháng được lượt các bạn, để cho đồng đội chúng ta có cơ hội chúng ta xài cánh tung bay mà không có sợ là bị người ta đập. Ok, rồi như vậy đó. Ta xem trong đây có gì hot hay không. Như là có đánh lấy game các bạn. Đó, lấy game thì đội hình này thì nói chung là vẫn là những chút rồng lờ thôi các bạn. Tranh thủ ta đi lấy 41 game nha. Ok, và video chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.